Đó. Trời, cô ấy bật dậy luôn kìa. Trời, các bạn thấy gì không? Cô ấy bật dậy. Ôi, cô ấy dí mình sao á các bạn ơi. Chạy chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cô ấy đâu vậy? Ôi trời, mình phải chạy nhanh thôi. Cô ấy là giết mình, cô ấy dí mình nữa các bạn. Ok, hello tất cả các bạn thân mến của Văn Kyo. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi lại trò con muỗi. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ chơi một trò muỗi rất là cung hấp dẫn luôn, mà ở trong cái ban đêm nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn đang thấy thì chúng ta đang ở trong một căn phòng. Rồi, căn phòng này có vẻ là một căn phòng của một người con gái đó các bạn ơi. Đó, ở này cũng có đèn. Oh, trời ơi, làm giật mình luôn. Đây là con gấu đó các bạn, có ba con gấu ở đây lận. Đó, có một chiếc gương. Gương này chắc chắn là phòng của con gái rồi. Và xung quanh chúng ta có âm thanh dế kêu. Khoan đã các bạn ơi, có một âm thanh thở dài của một con gái nào đó. Ồ, đây có chiếc radio này. Rồi để xem, chúng ta xem trần nhà chúng ta có cái gì. Wow, có chiếc đèn cũng chả có gì hết. Ồ, tiếng thở. À, thì ra ở đây chúng ta có một cô gái nữa các bạn ơi. Wow, cô gái đang nằm ngủ ở đây. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ là, ui, con muỗi đi kêu to thật. Mình chơi con cái game lần trước mình chơi con muỗi nó không to bằng ngày kêu to bằng ngày đâu. Rồi ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là chích cô gái này đó để hoàn thành cái nhiệm vụ ở đây. Để coi xem. Wow, con muỗi, công nhận con muỗi nó kêu to thật. Từ từ đến mò lại gần đã. À được rồi, đây này, này này, có hiện dấu chích đây nè. Ờ, mới đó là đây đây đây. Ôi thật sự là khó điều khiển lắm các bạn ơi. Đây rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đang chích đẩy, các bạn thấy không, máu đang lên dần lên dần lên dần. Ôi trời. Ồ không, trời ơi, cô ấy xịt cái xịt mũi sao các bạn ơi, mà mình choáng luôn đó. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, chưa hít được, chưa hút được một cây máu nữa. Ôi, lần này chắc mình phải chích ở dưới chân này xa xa một tí. Nhưng mà chưa hiện dấu chích. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, tìm ra cái dấu chích rất là khó nha các bạn. Rồi, vô. Lên 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 đó, cái này dưới này mình khó bị đập hơn các bạn ơi. Ôi trời ơi, cô gái là xịt thuốc mũi đó rồi, thiệt là khó lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ cố xem. Đâu rồi ở đây nè. Trời ơi, tối thui luôn. Trời ơi, mình chích như cái dép của ấy luôn. Không được rồi, không được rồi. Tới xíu nữa, tới tí nữa, lùi tí nữa, lùi tí, tiến tới tí. Đồ đây rồi, lên, cố lên, cố lên, cố lên, sắp đầy cây rồi các bạn ơi. Rồi ok, dễ đập được mình quá đúng không các bạn. Đó, trời, cô ấy bật dậy luôn kìa. Trời, các bạn thấy gì không, cô ấy bật dậy. Ôi, cô ấy dí mình sao á các bạn ơi. Chạy chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cô ấy đâu vậy? Ôi trời, mình phải chạy nhanh thôi. Cô ấy là giết mình, cô ấy là giết mình đó các bạn. Ôi, cô ấy xịt mình kìa. Ôi, làm sao đây, làm sao đây. Chết rồi, càng ngày càng mình càng mất máu rồi. Cô ấy rồi. Trời, cô ấy thấy mình luôn kìa. Chết mình rồi các bạn ơi. Chắc mình phải liều, mình xịt, mình cắn quái luôn rồi. Trời ơi, đi đâu quái em xịt hết. Đâu, không. Đâu, xong rồi. Trời ơi, tiêu tan luôn các bạn ơi. Rồi ok, đây sẽ là, rồi đây sẽ lần hai của mình, mình sẽ cố gắng mình giành chiến thắng đây. Mình tìm cái vị trí chính.
Rồi, ok, lần này mình đang chích nè. À, mình quên mất một... Ê, trời. Lần này chích xa xa dưới nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình để dành máu lát mình chiến đấu với cô ấy nữa. Được rồi, thật là tìm được cái vị trí mà chích rất là khó nha các bạn. Đừng đừng cô ơi, để tôi chích đi. Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Ok, thành công. Đó, sau khi mình thành công được cái lần này, lần tiếp theo thì cô ấy vẫn chưa dậy. Ôi quá dậy rồi. Ôi, cô ấy bật dậy kìa, cô ấy bật dậy. Ôi mình phải tìm nhanh cơ hội giết quái thôi. Ơi cô đánh mình, cô ấy đánh mình kìa các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa chết được cô ấy. Làm sao đây, khó quá. Thật sự mình không biết bay đâu luôn á. Không có lỗ nào để mình chui. À mình chui ra thử này. Mình núp này thử. Ôi, cô ấy vẫn tìm mình ra kìa. Đừng mà cho tôi sống đi. Đâu rồi, quái rồi. Trời ơi.